Chào tất cả các bạn và anh em đã đến với kênh YouTube Tăng Kinh của em ha. Kênh em là chuyên thanh lý mua bán trao đổi thiết bị âm thanh, dàn sóng, dàn kẹo kéo và có cái thông mua dàn nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh, số điện thoại là 0787979286 ha. Hôm nay thì em có về được một số van số anh em ha, một số loa rồi một số chung là micro, mixer rồi loa gời ha, còn rất là nhiều ha. Anh em cần mua món nào thì ủng hộ giùm em ha. Số điện thoại em là 0787979286 ha. Địa chỉ em ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh. Đó. Thì em có cửa tiệm đây ha. Anh em đến mua hàng thì đến nhà thì giá nó được hợp lý hơn anh em ha. Đó. Đến nhà thì giá được hợp lý hơn tí. Và hôm nay thì em có về được quay qua bên đây trước ha. Làm có về được mấy cái ổng áp nha. Ổng áp. Ổng áp 10 kg giá rẻ cho anh em ha. Đó. Lấy này nó còn 3 chân anh em ha. Cái bánh xe nó còn có 3 chân à. Nó rớt 1 chân à. Đó, cái ổng áp là điện 90V đến 250V ha. Đó. Ổng áp 10 kg, 100% dây đồng ha. Đó, đây nè. Quay cho anh em ha. Đó, ngoại hình thì cũng còn tương đối ok, nó xài vẫn còn xài tốt ha. Cũng chưa bong xét nhiều. Đó, con này thì mặt mày cũng còn đẹp, giá là 1,7 triệu nha. Ổng áp 10 kg, giá 1,7 triệu, toàn dây đồng không ha. Điện 90V luôn. Đó, quá hợp lý. Súp đôi thì bên đó em vẫn còn ha, súp đôi. Máy này thì em có quay nhiều clip, anh em có xem thì biết rồi đó, là máy bãi này điện 100V hết. Bán 1 kg là 100.000 ha, bán để xả để nghỉ nha, có nhiều loại lắm. Và máy cắt thì em còn đâu đó khoảng chục cây anh em ha. Đó. Màu vàng có, màu xanh có nè ha. Em cũng không để ý là màu gì nha. Điện là 220V ha. 200.000 một cây, tiền ship là 20.000 nha. Họ bán thanh lý để nghỉ nè. Tại vì em còn cái này một lô nữa anh em. Đó, còn một lô cái này nữa, em quay cho anh em ha. Một lô cái này nữa mà em không để ý đó, là em còn một lô nữa. Em quay cái máy này mã màu gì nha, để ý màu gì chắc màu đỏ quá, cái vỏ đỏ chắc màu đỏ anh em ha. Đó. Màu vàng anh em ha. Đó, màu vàng. Đó, một cây thì 200.000, không bao ship ha, tiền ship là 20.000. Em bán để xả lỗ để nghỉ anh em ha. Và máy cắt cỏ thì em còn khoảng 6 cây nha. Đó, máy cắt cỏ. Má cỏ pin một cây là 400.000 anh em ha. Nó thanh lý để nghỉ, cái này thanh lý xả lỗ rồi nha. Em không có bớt được anh em ha. Đó. Một cây như thế này là 400.000, có pin, có sạc đầy đủ nha. Về anh em phát cỏ sân vườn, trường học, phát công viên rồi đó, phát để sân mình cho nó sạch sẽ. Nói chung là cũng giải trí ha. Đó. Rồi thêm là em còn một cây vang BF nữa anh em ha. Một cây vang BF audio. Các chức năng hoạt động ok, đó, không lỗi lầm. Bán cho em giá là 1,8 triệu. Một bộ micro BBS tai rất là đẹp, 1,8 triệu luôn, trên vàng. Đó. Em gấp vàng thì em gã ra em bán cũng gần hết rồi ha. Đó. Rồi quay qua men, van, men thì em có về được mấy cây men mới ha. Mấy cây men nào khách chốt rồi thì em đã báo chốt rồi ha. Như cây này là dây ton, khách đã chốt rồi anh em ha. Đó. Em còn một cây CA9+. Cái này thì bụi anh em ha, CA9+. Con này 60 sò đánh full đôi được nha. Đánh súp kép con 100 được. Con này bán anh em 3,200,000 ha. 3,200,000. CA9+. Và men mới thì em còn cái dòng men BS2008 ha. Hàng mới 100%, tăng phô tròn, giá là 4 triệu đồng nha. Và em còn mẫu MA1008 2,600,000 men bãi anh em ha. MA1008 men bãi giá là 2,600,000. Còn men Việt Nam, men Việt Nam thì em còn men CA20, mặt mày đẹp ken ha, 32 sò, 16 tụ, 2,300,000 men Việt Nam anh em ha, 2,300,000. Và bên này thì em còn một con JBL Crown XL 2,500, con này thì còn nguyên zin nè, đó, em đã tháo tem nó rồi ha, tăng phô tròn, 2,4,6,8 tụ, con này chạy là 1,2,6,12,24 sò nha. Con này thì hôm trước em bán 3 triệu, hôm nay bán anh em 2,9 triệu nha. Đó. Rất là đẹp. Còn nguyên zin nha. Đó. Con nào còn tem em tháo ra trong thùng thì em báo là nguyên zin. Còn con nào như mấy con men này thì em báo là nguồn zin, tụ zin anh em ha. Còn mấy cái lặt vặt nhỏ 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 bên này thì mình nhìn không có kỹ hết được đâu, mình không dám báo là bao hết nha. Nguồn zin, tụ zin anh em ha. Đó. Con này 2,9 triệu anh em ha. Đánh một cặp 30, một kênh thì đánh một cặp 30 khỏe ha. Đó. Và tiếp theo thì em còn một con men giá rẻ cho anh em. 1,5 triệu,
có thể là đánh một cặp full 40 con 75 vô tư nha, 1.500.000. Men 1.500.000 ha. Tiếp theo là em còn một con men K4800, công suất nó khoảng trên cỡ khoảng 900W đổ lên nha. Đó, anh em cần thì liên hệ giùm em ha, 4.500.000. K4800 nha. Còn anh em cần men công suất lớn thì đây, em có men mới BS 1200W một kênh ha. Con này thì có thể là đánh một kênh đánh một cặp súp nha, một kênh đánh một cái súp, anh em xin lỗi ha. Một kênh đánh một cái súp và bốn cái full ha, một dàn nhạc thì có thể đánh ok nha anh em ha. Giá là 6.700.000 hàng mới nha. 6.700.000 hàng mới. Dây 4 ruột thì bên em còn một dây 4 ruột 1.5 ha, 4 ruột 1.5. Giá là 30.000 một mét nha, bán lẻ cho anh em ha. Và em có nhập về đây là một cái lô. Đó. Hàng mới em nhập về rất là nhiều anh em ha, quản lý nguồn. Cái loại này thì 1.1 triệu anh em ha, nó nặng hơn cái loại kia, là nặng hơn nét rất là nhiều ha. Ở trong thì nó con tắc gờ le đầy đủ, màn hình số. Hàng mới nha, 1.100.000. Rất là nặng nha. 1.100.000, hàng mới thì em có nhập về nguyên một lô đây. Và vang, vang thì micro mới cái gì em cũng có ha. Vang mới thì chút em sẽ quay ở ngoài kia, em có để một cây rồi ha. Nó vang mới thì em nhập về lô này khoảng mười mấy 20 cây ha. Giá là 1.300.000 một cây. Micro mới, micro 1.400.000. Đó. Micro 1.400.000. Rồi sẵn quay cho anh em luôn ha. J6. J6 nha. 1.400.000. Tay rất là đẹp ha. Đó. 1.400.000 của JBL là Sun đây. Đó, tay thì rất là đẹp. Hàng mới 100% bảo hành 1 năm ha. Giá là 1.400.000 anh em ha. Đó. 1.400.000. Và tiếp theo thì em còn cũng là còn mẫu mi mới nữa. Đây cái mi này thì nhiều quá, giới thiệu cho anh em thì đây, mẫu mi B3 K10 lút. 1.800.000, tay màu xanh rất là đẹp ha. Đó, K10 lút. Rồi quay sơ sơ thôi, chứ mình quay quá thì cái này loại này là 4 gâu anh em ha. Đó, 4 gâu nha. Giá là 1.800.000 hàng mới nữa nha. Và em còn mi Sua URX 30 23 nè. URX 23. Giá là 2.000.000 một cây. Thì hôm nay em bớt cho anh em 100.000 một cây, thì tại vì em lấy về số lượng nên nó giá nó được hợp lý hơn tí. 1.900.000 một cây ha. Đó, 1.900.000 một cây. Và men 1 u thì 4 kênh 1 u thì 3.500.000 em có quay rồi. Đó, em còn được 1 cây, 2 cây gì nè, còn 2 cây anh em ha. Men 4 kênh 1 u, công suất là 650W ha. Và em sẽ quay qua bên này, quay qua loa trước nha. Và mixer thì em còn mấy cái mixer ha. Quay qua loa. À, em quên, em còn một cặp chép 850, khách nào chốt thì nhắn lại giùm em để biết em gửi hàng ha. Không chốt thì em bán nha, 900.000 BQ nha. Model là V880. 900.000 một cặp ha. 850 đít nhôm. 900.000. Và em có nhập thêm về cái mẫu đây. Cái mẫu này bóc, cục bóc ha. Bóc TV, nó là có bắt wifi bluetooth đầy đủ anh em ha. Một hộp như thế này giá là 1.200.000 để anh em đi xô kẹo kéo. Rất là hợp lý nha, nó có dây HD cho anh em sẵn luôn ha. Bắt wifi rất là tốt, chạy rất là lẹ ha, nó chạy rất là nhanh. Một cục bóc TV như thế này giá là 1.200.000. R7 mini ha. R-mod có giọng nói nha, có giọng nói luôn, giá là 1.200.000. Phân tầng thì em có nhập về một cái lô phân tầng BA5 này em bán rất là nhiều ha. B5 này thì 550.000, 550.000 một bộ ha. Và phân tầng full đôi mới, đó, rất là gấu nha. Phân tầng full đôi mới thì giá nó là 900.000 ha. 900.000 một bộ. Rất là to nha, khoảng 2 tấc ha, hơn 2 tấc, khoảng 2 tấc đó. Chép thì em còn chép mới nha. Đó, em nói nhanh qua để nhiều thiết bị quá mình nói hơi lâu thì tốn thời gian của anh em ha. Chép 450. Mới 500.000, chép 450 tích nhôm mới, giá là 550.000 hàng mới ha. Chép GCS tích nhôm 450 hàng mới cũng là 500.000 ha. 550.000 xin lỗi nha, 550.000 nha. Và chép GCS giá là 1.000.000. Chép TD750C cũng là 1.000.000 một cặp ha, hàng mới hết nha. Và chép Neowi hàng mới 2.000.000 một cặp.
Neo Bi ha, hàng mới 2 triệu đồng một cặp nha. Đó. Dép Neo Bi 450 hàng mới, bên em quên tháo ra để cho anh em, 1 triệu 3 còn một cặp duy nhất ha. 450 này bán chậm nên em không nhập về nữa. Và em quay qua lo, lo thì em còn một cặp 40. 40 con 75 từ 170 còn một cặp. Một cái không rin, đó, và một cái rin. Bán cho anh em 1 triệu 200 nghìn một cặp này ha, 1 triệu 200 nghìn một cái rin và một cái không rin nha. Tiếp theo là em còn một cặp CRF. Còn một cặp CRF Bass 50 từ 220 con 100 giá là 2 triệu 200 nghìn ha. Đó, 2 triệu 200 nghìn. Còn rất là đẹp nha, CRF 2 triệu 200 nghìn. Tiếp theo là em còn một cặp Bass mới ha, RCF đích lòi viền xanh Bass 40 từ 220 con 100 giá là 2 triệu đồng. Đó, 2 triệu đồng ha. Và Bass Sup 50 từ 220 con 100, Bass Sup 50 đích lòi viền xanh hàng mới, bên em bán giá là 3 triệu đồng ha. 3 triệu đồng anh em ha. Thì cái này em gáp rất là nhiều mẫu rồi. Đó. Tiếp theo là em có nhập về cái mẫu Sup từ 208 con 125. Con 125 ha, nó khá là nặng nha. Đó. Anh em thích con to từ lớn, hàng mới thì 4 triệu 700 nghìn. Đó, 4 triệu 700 nghìn ha. Anh em thích xài hàng mới thì mình có hàng mới luôn cho anh em. Đó, từ 208 mà giá có 4 triệu 7 anh em ha. Và cặp súp này không biết khách chốt chưa mà là hôm qua giờ cái lên rồi. Nó lên mà chưa lên ha, để em chưa bán nha. Rồi tiếp theo là em quay qua cái dòng 30. Dòng 30 thì em có là 30 neo 2 triệu rưỡi một cặp. Con 75 hàng mới nha. Và che bass GCF 30 con 75 từ 190 đích lòi viền xanh. Giá là 1 triệu 800 nghìn. Và em có nhập về cái mẫu 30, nó cũng giống như GCF nhưng mà giá nó hợp lý nè, mà rất là đẹp anh em ha. Đó, cái mẫu này rất đẹp nè. 1 triệu 600 nghìn từ 190 con 75. Đó, mẫu này đẹp quá mà giá nó cũng hợp lý cho anh em nè. Quýnh tiếng sáng lắm nha anh em ha. Đó. Hàng mới nha, 1 triệu 600 nghìn. Đó, anh em nhập cái lô này về anh em gáp vô mấy cái lò phi thuyền quả tiễn mà giá nó cũng rẻ cực kỳ hợp lý, anh em đi xô mau lấy vốn nè. Đó, hoặc là chơi gia đình. Tiếng rất là sáng nha, sườn thì anh em thấy sườn nó cũng rất là đẹp nè. Giá chỉ có 1 triệu 6 thôi. Đó, em nhập về. Em nhập về số lượng nên em bán giá tốt anh em ha. Đó, anh em nhập, em nhập về thì anh em đó, một kho lần nào nhập về cũng mấy chục cặp. Nên giá được hợp lý, em thích bán số lượng anh em ha. Bán cái nào có số lượng bán được nhiều thì mình giá nó hợp lý cho anh em. Nó hợp lý hơn thì mình dễ bán anh em, bán được nhiều nữa nè. Và đây là em còn một bàn mixer MFX 8-2 ha. Cây này thì không có eco nha, 1 triệu 600 nghìn cho anh em về đi show kẹo kéo ok ha. Mặt mày cũng còn tương đối đẹp, mọi chức năng hoạt động tốt hết. Cái này thì cái bo eco em tháo rồi ha. Đó, anh em cần đóng eco vô thì bán giá khác ha. Cái cây này thì khách nào chốt nhắn tin lại giùm em ha. Bininger X222 đó, nhớ là có khách chốt rồi nha. Và Miro cũ thì em còn cái mẫu Miro này, tay cũng còn khá là đẹp nè ha. Có dán đề cam Miro bãi 900 nghìn, 900k cho một bộ Miro đang đi show ha. Có 4 gâu luôn nha. Đó, 900 nghìn nha. Miro 4 gâu. Mỗi tội xấu cái là hai cái đít nó hơi xấu thôi. Đó, hai cái đít này thì em sẽ gắn cái như cái chống lăn này cho anh em nè. Đó, gắn lại thì nhìn thấy nó đẹp trai liền. Đó, gắn cái này lại. Đó, tội cái đít nó hơi xấu ha. Và em còn một bộ Miro Mix 2A. Đó, còn rất là đẹp. 1 triệu đồng một cặp ha. Một bộ như thế này, tay có dán đề cam, gọ rất là đẹp ha, còn mới can. 1 triệu đồng cho một bộ mix này ha. Em còn bộ mix là duy nhất. Và em có về được một cái mixer. Một cái mixer Mackey. Đó, Mackey điện 110V ha. Anh em cần liên hệ giùm em Mackey 110V. Đó, Mackey nha. Và em sẽ quay qua lo ha, lo và vỏ lo. Đó, bên này thì còn vang. Vang thì em còn là cái mẫu về được cái mẫu D4 anh em ha. Mẫu D4 thì về được tổng cộng là 3 cây D4. Giá là 2 triệu rưỡi một cây ha. Đó. Em có 3 cây D4 và một cây X5 hai nguồn. Hàng X5 hai nguồn thì bán anh em 2 triệu đồng này ha. Còn một cây X5 nè. Một cây X5 bán anh em giá là 2 triệu đồng hàng hai nguồn nha. Đó, 2 triệu đồng cho một cây X5.
D4 giá là 2,5 triệu một cây, em còn tổng cộng là 1, 2, 3 cây. Và một cây V6 1,8 triệu, V6 1,8 triệu anh em ha. Đó, đây là cái lô hàng mới vàng ắc lì. Đó, ắc lì thì em có để ra đây trưng bày để quay cho anh em ha. Còn em bán cho anh em thì em sẽ bán trong hộp nha, để đây thì nó bụi bặm. K99 Bluetooth có revert 1,3 triệu, có Bluetooth, có chống hú, đó 1,3 triệu cho anh em sử dụng gia đình ok ha. Đó. Và tiếp theo thì em còn một cây vang AK này, không biết là vang nha. Cơ lai số nha, 900.000. Vang DKKIN 9000. Đó, cái này thì mà vang một thời thì anh em đi show cũng rất là nhiều, DK9000 1,5 triệu. Có số 2 in 4 ao màu trắng 1,5 triệu. Vang Kafun màu xanh lá cây 1,5 triệu ha. Và vang mặt giống X5 nữa nè. Đó, chỉnh giống X5 nó cũng 1,5 triệu luôn. Một cây vang số 1,5 triệu ha. Tiếp theo là một cây vang số cũng giống X5 nữa. Đó, cây này thì có 4 gỗ ra anh em ha. Chỉnh thì nó cũng giống X5 thôi, nó có main ao đầy đủ hết. 1,5 triệu luôn. Đó, quá hợp lý. Và một cây giang cơ lai số FX6 đây, một cây vang số này 800.000 luôn, có cổng mà mày. Em không biết cái phần mềm nó là phần mềm gì nha anh em ha. Nhiều vang số bãi quá mình không có tìm hiểu được. Anh em mua về thì chỉnh ok hết, chức năng eco revert có đầy đủ hết. Bán anh em 800.000. Em còn hai cây mini vật 4 của Malaysia, ủa cái này của Đài Loan anh em ha, của Taiwan nha. Hai cây này bán cho anh em đồng giá luôn là 1,200,000 một cây. Vang số 2 in và 6 ao 1,700,000 ha. 2 in 6 ao rất là dễ chỉnh. 1,700,000 vang số nha. Ủa, có số anh em ha, xin lỗi, có số nha. Lọc xì, lọc xì thì bán cho anh em cây này 1,000,000 đồng, 21231 1,000,000 đồng ha. Còn hoạt động ok, hoàn hảo, không lỗi lầm nha. Chét thì em còn một cặp chét Nestle đích nhôm. Cái này hình như là 850, anh em bán anh em 800.000 luôn ha. Nó cũng hơi xấu xấu rồi này, cũ theo thời gian. Cách đi show cũng lâu rồi ha. Đó, một cặp chét này 800.000 nha. Nestle 850 800k, nó hơi xấu với vô thùng không thấy đâu anh em ha. Và bát 50. Bát 50 thì em còn là 1 2 3 4 5 cái. 5 cái thì em bán một cái là 1,000,000 đồng ha. Có GBL có nè. Để đây lung tung hết nhưng mà còn rất là đẹp nha. Lo về nhiều quá không có thời gian sắp xếp. Màng mụn còn ok nè ha. Nó cũng không có cọ gẹt nè. Đó. Cái này là cái GCF nè anh em ha. Đó, một cái GCF nè. Từ 220 coi 100 tháo thùng ra anh em. Một cái là 1,000,000 đồng. Em có 5 cái ha. GCF có. Cái này là GBL ha. Đó. GBL thì đây đây một cặp nè. Một cặp này bán cho anh em giá là 2,000,000 đồng luôn. 2,000,000 đồng có một cặp súp. Về mình chơi gia đình hoặc là đi xô kẹo kéo nhỏ được ha. Một cái 1,000,000, hai cái 2,000,000. Qua đây thì em còn một cặp Nestle bát 40 từ 220 con 100 từ trắng anh em ha. Bán cho anh em với cái giá là 1,600,000, có làm con rồi, hoạt động tốt, 1,600k. Cái cặp này thì khách chốt rồi ha, tại em để lại chưa đem vô kho ha. Và em còn một cặp B500 Trung Quốc nha, B500 Trung Quốc gin đẹp, bán anh em 2,000,000 đồng. Đợi đầu anh em ha, cái dòng này tiếng quýnh cũng rất là lực ha. Đẹp lắm nha, đó, 2,000,000 đồng một cặp, em còn một cặp ha. Quay qua anh em là vỏ lo, thì em có vỏ lo 3 bát nè, đó, vỏ lo 3 bát có tủ khóa. Vỏ này thì là 3,5 triệu anh em ha, đó. Vỏ lo 3 bát nha, một súp 50 và 2 bát 40. Còn vỏ lo kéo 40, 1,800,000 nha. Đó, vỏ lo kéo 40, 1,800,000. Vỏ súp 40, giá là 2,300,000 ha. Vỏ súp 40, dán ép. Vỏ này bên em nhập về thì nó là có cái gốc ha. Tay rất là đẹp nha. Đó, vỏ này thì có cái gốc đầy đủ hết nha. Vỏ kéo đôi, có tủ khóa, 2,300,000. Còn muốn lên, cấu hình, khoảng 10,000,000 đồng anh em ha. 10 triệu đồng là có một cái tủ lo kéo như thế này ha. Đó, về anh em cho thuê ok nha, 10 triệu đồng. Mẫu 40 rồi, giống quả tiễn, có ke gốc, có chân chống lo đầy đủ. Cái này chắc mai em tháo lưới ra em quay cho anh em thì nó dễ hơn. Nó vỏ này rất là đẹp nha, 2,200,000. Vỏ 30, đây cái vỏ 30 em có hai mẫu là mẫu Nestle và cái mẫu giống quả tiễn anh em ha, lưới như quả tiễn anh em. Vỏ là 30, ke gốc đầy đủ thì 40 nó cũng giống vậy nha anh em ha. Đó, có ke gốc đầy đủ hết về cho anh em. Vỏ này vỏ đẹp, có lưới chống bụi luôn nha.
vỏ này đây, cái lưới của nó đen em ha. Đó, rất là đẹp nha. 1.800.000 cho một cặp này, và vỏ Nestle 30 cũng là 1.800.000. Mẫu này thì anh em có thể là về mình gáp đánh lò full được, mình đem ra mình đánh môi to được luôn ha. Mẫu Nestle thì bên em bán cũng là giá cũng 1.800.000 anh em ha. Nestle ke gốc đầy đủ hết nha. Đó, vỏ mới thì em còn khá là nhiều. Và mẫu vỏ 715, mẫu vỏ 715 thì 40, giá là 1.900.000 ha. Đó, 1.900.000. Vỏ thì em còn rất là nhiều vỏ ha. Và bên em có làm thêm xe hợp điện anh em ha. Đó, thì đây em còn một cặp 30 thành phẩm 2.800.000 nè. Bát con 75, chép 450, có phân tầng ha. Vỏ cũng còn tương đối ok. 2.700.000 giờ cho anh em gáp mui to được ha. Tủ máy mới 12U thì giá là 2.500.000 anh em ha. Tủ 12U giá là 2.500.000. Và cái dàn này thì em có quay trên clip rồi ha. Hôm qua thì em có lên trên kinh Tân Đồ Bãi là lên cấu hình là 35.000.000, gồm một dàn máy, 4 ca ray mới ha, 4 ca ray 3 chân mới, một cặp súp, một tủ máy này là tủ máy mới luôn ha. Dây 4 ruột đầy đủ hết, thiết bị thì bán anh em giá là 35.000.000 đồng. Còn anh em mà lên cấu hình men khác, men Việt Nam đó, có thể là mình lên men Việt Nam hết thì giá nó rẻ hơn tí nữa, không xài mixer thì nó rẻ hơn được tí. Rồi anh em mà xài vỏ cũ và bát cũ bên full thì giá nó rẻ hơn tí nữa anh em ha. Thì bên em có rất là nhiều cấu hình để cho anh em lựa chọn, quan trọng là anh em cần cái cấu hình bao nhiêu tiền ha. Nó bên này thì em có cái dàn bên này, hôm trước có lên cấu hình rồi, khách mua súp thì em bán súp, mua men thì em đã bán men ha, mua vang thì bán vang hết rồi. Còn một cây 5.2 nè, đó, cây 5.2 đẹp keng, 3.300.000 ha. Một cái mixer Sorab anh em cần thì bán luôn ha. Mixer Sorab có echo đầy đủ 1.800.000 nha. Đó, có echo đầy đủ. Mẫu phi thiền quả tiễn thì em đã gáp lên sẵn đó. Anh em cần thì mình chỉ cần gáp vô thôi. Đó. Nhà em thì rất là nhiều thiết bị, anh em cần món nào cũng có hết. Và bên đây thì em còn một, bên đây thì em còn một con men Rap Rubber 1.800 nè, men 7 nha anh em ha. Rap Rubber 1.800, đánh là thể là đánh 2 cặp 30 con 75 vô tư nha, men 7 nha. Súp đôi mặt tin thì khách nào chốt thì nhắn tin lại giùm em, không chốt thì hôm nay em sẽ bán nha. Nó là lưới thì nó hơi bụi, nó có 8 cái bánh xe như thế này đó. Khách nào chốt thì em bán em 3.000.000 đồng một cặp ha. Giá này thì em không có bao phí vận chuyển anh em ha, và hàng nặng bên em thì sẽ có cọc anh em nha đó. Không bao phí vận chuyển và hàng nặng thì phải có cọc. Vỏ là vỏ sơn 8 góc là đã có bọc lại hết cho anh em rồi ha đó, bọc mũ đây rồi. Và bên em đã có làm thêm cái mẫu xe đạp điện anh em ha, và dựng thêm cái bảng đó. Mẫu xe đạp điện thì bên em có bán được là cũng nhờ anh em thương ủng hộ thì em bán được 3 chiếc anh em ha. Một chiếc là 6.500.000 mẫu này. Nó có màu đỏ, em còn mẫu màu đỏ và mẫu màu hồng, màu môn bên em ha. 6.500.000 một chiếc. Xe thì có sạc đầy đủ hết, mới 100% cho anh em hết ha. Mà xe giá cực kỳ rẻ cho anh em, cũng đẹp lắm, rất là đẹp. 6.500.000 một chiếc anh em ha. Nó sẵn quay ngoài luồng cho anh em tí ha. 6.500.000 một chiếc. Và em có về thêm cái mẫu 8.500.000. Đó, 8.500.000 nha. Mẫu này thì rất hầm hố để dành cho phuộc thì phuộc to anh em ha. Đó, phuộc thì phuộc to nè. Đó. Chìa khóa bật lên. Đó. Có công đời mét luôn ha. Con này 8.500.000 thì nó xịn sò hơn 6.500.000 một tí. Nhưng mà anh em mà tài chính gia đình mà nó cũng không cao, và không cần xe lớn thì để dành cho mấy bé gái chạy thì nên chọn mẫu này. Chỉ có 6.500.000 về mình đi xe rất là ok, bảo hành 1 năm ha. Xe là xe 4 bình hết anh em ha. Đó, xe 4 bình hết, bảo hành 1 năm. Mà giá nó chỉ có là 6.500.000 và chiếc này là 8.500.000. Thì em chuẩn bị nhập thêm là 2-3 mẫu nữa anh em ha. Thì cũng là nhờ anh em thương ủng hộ, đây chiếc này là 6.500.000 nè. Đó. Nó cũng không chênh lệch gì mấy, nhưng mà cái mẫu này thì nó hơi nhỏ hơn bên kia một tí ha. Mẫu bên này thì dành cho những anh trai em trai mà thích hầm hố. Và mẫu bên này thì gọn đẹp, để dành cho mấy chị đi chợ cũng ok. Đó. Mà giá nó chỉ có 6.500.000 nha, bảo hành 1 năm anh em ha. Đó. Bảo hành 1 năm. Và có giao tận nhà cho anh em ở miền Tây, có thể là hỗ trợ tiền tiền dầu đi, em sẽ đi giao cho anh em luôn. Đó, em sẽ nhín thời gian ra mướn tài xế đi giao cho anh em ha. Để nói chung là bán để kiếm thêm thu nhập anh em ha. Thì em nhập về giá, nói chung là lúc nào em cũng muốn nhập giá sỉ, giá sỉ về. Nhập về nhiều thì giá nó sẽ hợp lý, mình bán giá nó sẽ cạnh tranh hơn.
và bên em bán thì không có tốn tiền mặt bằng anh em ha, và không có tốn tiền nhân viên đó, cũng không có tốn tiền thế gì hết, nên em bán cái món nào nó cũng là rẻ cho anh em hết, tại vì em ở vườn thì nói chung là không có tốn tiền mặt bằng nè, và không có tốn tiền nhân viên gì mấy rồi á, nên em bán thì giá nó kiếm vài đồng là được, vài trăm ngàn là em làm được anh em ha. Đó, cuối video thì clip cũng hơi dài rồi, em xin anh em một like đăng ký, cảm ơn em hộ kênh em trong thời gian vừa qua. Em bán hàng thì từ trước tới giờ anh em biết rồi đó, em bán hàng thì lỗi thì anh em có thể là báo lại liền giùm em ha. Và anh em mà nói lỗi, có một trường hợp như anh trai như thế này, anh nói là anh cưng ơi cái cục men của anh lỗi, em nói lỗi thì anh cứ xử lý đi, em sẽ gửi tiền lại cho anh, cái anh nói anh sửa xong, anh nói như thế này, anh nói là sửa xong mấy trăm ngàn gì đó, em cũng không nói số tiền ha. Và anh nói sao lúc anh sửa sao anh không gọi giùm em sửa, là anh lại tới chỗ lấy cục men đó, anh cứ gọi nhẹ em tiếng là cứ nói chuyện với anh thợ đi, anh sửa bao nhiêu tiền đó rồi cứ nhắn tin chuyển lại giùm anh, thì nói chung là quá ok anh em. Nhưng mà anh em phải sửa thì anh em phải gọi báo số giá giùm em nha, chứ nhiều khi anh em sửa không mà anh em báo số tiền quá cao thì cũng tội nghiệp em nha. Đó, thì em biết cục men của mình bán là nó bị vấn đề gì ha, thì mình anh em mà có sửa thì anh em cũng lại chỗ sửa đó, anh em cứ gọi giùm em tiếng nói là thợ nó báo bao nhiêu tiền gọi cho em ha, hay là chụp hình lại giùm em ha. Rồi, dạ chào anh em nha.